con đi đi, cho nó khỏi khóc, bây giờ nó khóc quá. Bé đây, Mộc, con là hay vợ chồng con tên là gì? Dạ con chào cha, con Đoàn, con là Paulo Nguyễn Thanh Bình, con 42 tuổi, vợ con là ở Lang Cát. Rồi con tên gì? Dạ, con Maria Trần Thị Lan. Bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ con 38 tuổi. Dạ con ở nhà xứ Lang Cát. Rồi chúng con chia sẻ cho mọi người ơn phúc mà chúng con nhận được. Dạ con xin cho mọi người. Dạ, con của con là Paulo Nguyễn Bá Thiên. Vợ con bị sảy thai mấy lần mà không được, xong rồi con cũng là một lần bị u năng buồng trứng, con đi xin cũng khỏi. Xong rồi con xin là bị lên bác sĩ, bác kêu là phải phá thai đi, không được. Thì vợ con mấy hôm trước là bị cảm mà không biết. Xong đi chích thuốc, xong bác sĩ cứ kêu phá thai, hai vợ chồng con kêu không phá. Xong từ sáng đến trưa bác sĩ cứ kêu phá hoài, con cứ kêu không phá được. Xong mà con kêu bác sĩ có chữa cho vợ chồng con hay là con đi nơi khác. Bác sĩ chữa cho con thì xong rồi con đi quay về, xong rồi vợ chồng con đi lên cha, xin cha đặt tay con mang cũng xin khấn. Xong không thấy cha trả lời, nhưng mà vợ con kêu sao mà thấy khỏe người lại ngạc. Xong rồi vợ con lên tiếp, xong rồi con cứ xuống khám, bác sĩ kêu là vợ thai nhi là bình thường rồi. Hôm trước có 17 mm, hôm nay lên 32 mm rồi. Xong rồi con cứ theo đi chữa, xong giờ này con được 80 ngày rồi, được gần 3 tháng. Dạ con được 8 tháng thì con đi siêu âm ở trên tờ vũ ấy, người ta nói con là bị giãn não thất sau, bây giờ là giãn não thất sau nhiều rồi, cho nên là nghi ngờ là bị ung thủy, cho nên là con cũng buồn lắm. Điều cuối cùng sao sinh nó làm sao? Cuối cùng giờ này con khỏe rồi. Hallelujah. Rồi thưa con là đứa này đứa thứ mấy? Dạ cho con đứa thứ hai ạ. Vâng, đứa thứ nhất là mấy tuổi? Đứa thứ nhất là 7 tuổi. Vâng, đứa thứ nhất là 7 tuổi. Sau 7 năm đợi chờ có đứa con thứ hai, và khi mà sắp sinh con đến tháng thứ 8 thì người ta vẫn bảo là có nguy cơ bị ung thủy, vì cô ấy đã có tiền sử bệnh và bị hư thai nhiều, và nhất là khi bị cảm không biết mà uống thuốc cho nên ảnh hưởng trên cái thai. Anh đừng có nói là bác sĩ chữa, chẳng có bác sĩ nào chữa được, vì cái thai nó nằm trong bụng, chữa thế nào được. Cha có ai chữa được, chỉ có bác sĩ chỉ là đi khám và chẩn đoán là nó bị thế nọ là thế kia. Mà nếu mà họ bảo họ chữa được thì sao họ bảo phá thai, hiểu không? Họ không chữa được, và chẳng có ai chữa được cái thai nằm trong bụng mà chữa cái gì. Cho nên họ chỉ bảo một cái giải pháp là phá bỏ mà thôi. Vì nếu mà chữa được tại sao lại bảo phá đi? Mà mẹ anh cứ bảo là con nhiều bác sĩ chữa. Anh phủ nhận công ơn của ai? Chúa. Vừa mới nói xong tất cả là ơn của Chúa, về lại cảm ơn bác sĩ chữa. Bác sĩ nào? Vì cái thai nằm trong bụng mà ông chữa thế nào được? Thưa anh chị em, chỉ cho những lời khuyên là như thế này thế nọ, và không làm gì được thì bảo thôi phá đi, chỉ thế thôi. Nhưng mà bây giờ anh không phá là vì anh dám tín thác vào Chúa, và bây giờ Chúa đã ban ơn đó cho anh là vợ chồng anh có được một đứa con xinh xắn sau 7 năm đợi chờ. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tôi tặng cho anh cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, Trình trời tình đất, và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Trong ngày hôm nay là ngày 13 để xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban chúng cho anh. Rồi con cái lên đây đã lên. Rồi. Rồi mời con.